Vâng, xin chào các bạn, mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một bộ ống chén có tên là bộ ống chén vạn thuộc dòng gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, và sản phẩm sử dụng cái nguyên liệu đó chính là đất trắng cao lanh để tạo nên sản phẩm, và đây là dòng sản phẩm men lang. Và cái điều đặc biệt của sản phẩm này nó chính là cái đường viền ở trên đây được kẻ viền vàng kim rất là đẹp. Bây giờ thì mình sẽ giúp các bạn có thể hiểu rõ được chi tiết về cái sản phẩm này. Đây là một bộ đầy đủ, bao gồm một ống 6 chén 7 đĩa, và bên này là một bộ phụ kiện 3 món. Đây là bộ phụ kiện 3 món này, gạt tàn này, hũ đựng chè này, ống tăm này, ống tăm rời, gạt tàn rời hết. Đây, cái ống này thì nó có quai đồng như thế này. Khi mà chúng ta rót trà chúng ta sẽ rót như thế này nhé. Đây, ta sẽ rót đi một lượt. Đây, mình sẽ quay sát vào họa tiết ở trên sản phẩm, họa tiết Trúc Lâm Thất Hiền này. Ở mặt sau này là hình ảnh câu đối thơ này. Đây là ấm qua. Đây là cái đĩa lót sản phẩm, thì cũng có hình ảnh Trúc Lâm Thất Hiền và kẻ viền vàng kim. Ở dưới có logo Bát Tràng nhé. Thường thì ấm chén giả cổ nhé, thường thì ấm chén giả cổ họ cũng sẽ làm logo ở dưới logo là chữ tàu để họ làm giả cổ hoàn toàn luôn. Thì rất nhiều khách hàng thắc mắc là tại sao ở dưới này hàng Bát Tràng mà lại có cái logo là không phải chữ Bát Tràng mà là chữ tàu. Thì người ta, các bạn hiểu là họ làm giả cổ thì họ sẽ làm giả toàn bộ luôn, cả cái logo nữa, nhưng mà đây là không giả cổ thì nó có logo của Bát Tràng. À, đây là một chiếc cốc này, cốc đứng này, có hình Trúc Lâm Thất Hiền và cũng là một câu thơ đằng sau này. Đây là chiếc đĩa lót này. Đối với cái hàng này là sản xuất thủ công hoàn toàn, vì vậy thường thì các món sản phẩm ở trong đây nó sẽ không đều nhau được 100%. Ví dụ từ họa tiết có thể là cái động cái nhạt, họa tiết này có thể là cái động cái nhạt, bởi vì hàng thủ công mà, làm thủ công bằng tay hết, không phải làm bằng máy. Rồi cái đường, ví dụ như cái chữ này cũng vậy, chữ thì cũng sẽ có chữ động, chữ nhạt này. Hàng thủ công mà, nhiều khách ví dụ như cái đĩa này cũng có đĩa động, đĩa nhạt, nó không đều nhau 100% được. Đấy là cái đặc điểm của hàng thủ công. Nhưng mà chính vì cái đặc điểm đấy thì mình nhận biết nó là cái hàng thủ công. Còn nếu mà cứ đều nhau tăm tắp 100% thì nó không phải là hàng sản xuất thủ công nữa rồi. Đây, đường nét ở trên sản phẩm này rất là đẹp. Và cái đặc biệt là cái men của cái này nó nhiều, nó đẹp, nó trong. Nó trong mà nó hơi xanh lơ là cái hay của cái men này. Đấy, chúng ta cùng quan sát nhé, cái hũ chè này rất là đẹp, men nó hơi xanh lơ. Đây, men trong đẹp cực kỳ luôn. Nếu như các bạn cầm sản phẩm này trong tay chắc chắn là các bạn sẽ ưng ý, mình khẳng định như vậy. Bây giờ mình sẽ đo cái kích thước chi tiết của cái sản phẩm này. Chiều cao của ấm là 12. Mặt đường kính của đĩa này, mặt đường kính của đĩa là 11 này. Đường kính miệng chén là 5 này, 5,2 này. Đĩa lót chén đường kính là 9,5. Đĩa lót chén. Mình sẽ đo chiều sâu của chén nhé. Chiều sâu của chén này là 4 cm. Chiều sâu của chén là 4 cm. Cái hũ trà này nó sẽ cao là cao khoảng 12 năm. Cái gạt tàn là cao 7-8. Cái ống tăm này là cao 7,5, cũng gần 8 cm. Thường thì nhiều người sẽ nói là không cần đến những cái món phụ kiện này, nhưng mà thực ra cái món phụ kiện này kể cả các bạn để trưng bày ở trên bàn thôi thì nó cũng sẽ giúp cho cái bộ ống chén của mình nó sẽ thêm đẹp hơn, bắt mắt hơn. Đấy là một bộ phụ kiện đầy đủ.
Ở đây là một chai nước 500ml nhé. Mình sẽ rót thử vào đây để xem cái dung tích của cái ấm này là bao nhiêu. Cũng phải gần 500. Đây, mình rót gần đầy nhé. Rót bằng miệng này luôn. Đây nó phải khoảng hơn 400 rồi, khoảng 408 rồi. Nên là mình rót gần đầy. Đầy ra nước ra bằng miệng này. Thì bây giờ mình sẽ rót thử để xem các bạn nhìn xem nó có dễ rót không. Đây. Quay đầu mình rót rất là hay, rất là dễ. Đây chén mình rót gần đầy rồi nhá, không phải rót ít đâu nhá. Đấy, rót gần đầy chén. Thì bây giờ mình sẽ thử rót vào chai nhá. Các bạn nhìn nhá, còn được nhiều hay ít nước nhá. Đấy. Nhìn đây, các bạn nhìn thấy chưa? Nó phải rót được hơn 2 lượt chén này thì mới hết nước. Rót hết hơn 2 lượt chén này thì bắt đầu nó mới hết nước trong ấm. Nó rất là nhiều. Đây mình rót ra ngoài được từng này nữa cơ mà. Từng này đổ lên rất là nhiều nhá. Mà chén rót đây không phải rót ít đâu, rót đầy như này mà thường thì uống trà thì cũng không rót đến nhiều đến mức như vậy. Sẽ rót ít hơn, vì vậy cái lượt tuần trà sẽ được nhiều hơn rất là nhiều. Sẽ đổ lại vào đây. Bởi vì thường khi mà người ta thiết kế ấm và chén ấy thì người ta sẽ đang phải thiết kế cái rộng, cái lượng dung tích rồi. Làm sao để phải rót cho ít nhất là phải hơn 2 tuần. Nghĩa là hơn 2 lần rót tất cả các chén là người ta đã phải thiết kế hết rồi. Vậy các bạn yên tâm. Đấy, rót ra đầy lại. Ok, như vậy thì hôm nay mình đã giới thiệu với các bạn một bộ chén có tên là Vại Men Lam Kẻ Huyền Vàng Kim. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình để giúp mình có động lực để ra những cái clip tiếp theo, để giúp các bạn có thể hiểu rõ được về những cái sản phẩm có thể các bạn đang quan tâm. Xin chào các bạn đã xem hết clip này.